Lãnh đạo kính thưa các vị đại biểu, xã Thư Kỵ nổi tiếng với nghề may da và dắt kỳ vàng, đây còn là vùng đất cổ có bề dày lịch sử, mà quê hương của nữ quốc tướng quân Nguyễn Sơn, tướng quân Chế Nghĩa. Thư Kỵ đang trên đà phát triển và vươn lên mạnh mẽ, và trong một tương lai không xa, Thư Kỵ sẽ vươn mình cùng với sự phát triển của Gia Lâm. Xuất phát từ tình yêu thương quê hương, nhạc sĩ Nguyễn Đức Thực đã sáng tác bài hát Thư Kỵ mái vàng son và đã được chính nhạc sĩ chuyển thể thành bài nhảy dân vũ. Sau đây, mời quý vị đại biểu cùng đón xem tiết mục dân vũ trên nền nhạc bài hát Kiêu Kỵ Mái Vàng Son. Kiêu Kỵ Mái Vàng Son dân vũ. Nơi sông mới những gia tốc thanh cao cho đàn em thơ tung tăng tới trường từ hò bay con đường mang tên quyền quý chỉ thương nghĩa ta đó con đường đưa ta về kiêu kỳ tìm búa quỳ vàng giòn vang như tiếng quê hương gọi ta đàn thanh niên hàng hai đi đầu khi bài chỉ thực doanh nghiệp doanh nhân công lao mình dân ta cùng thi đua ấm nước và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ có ánh sáng làm quang vinh dân an vui tiếp bước truyền thống âm trà về là nghề nghệ nhân hàng say che ra xây dựng nông thôn mới kiêu kỳ tiến lên không ngừng lương chân trăm ngày đêm khang trang lời văn minh gia đình văn hóa kiêu kỳ tiến lên mạnh dạn. Vâng, các bác các chị sẵn sàng chưa ạ? Vâng, xin phép được bắt đầu. Sáng người dân vui xây đời sông mới đường ra cốc thanh thao cho đàn em thơ tung tăng tới trường từ hào bay con đường mang tên quyền quý chỉ thương nghĩa ta đó con đường đưa ta về kiêu kỳ tiếng búa quỳ vàng giòn vang như tiếng quê hương gọi ta đàn thanh niên hàng hai đi đầu khi bài chỉ thực doanh nghiệp doanh nhân công lao mình toàn dân ta cùng thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ có ánh sáng làm quang vinh dân an vui tiếp bước truyền thống âm trà về là nghề nghệ nhân hăng say che ra xây dựng nông thôn mới kiêu kỳ tiến lên không ngừng lương chân trăm ngày đêm khang trang đời văn minh gia đình văn hóa kiêu kỳ tiến lên mạnh dạn tương lai ta sáng ngời dân vui trong lòng phơi phới đường liên xã vươn xa từ trường sinh sôi dân no ấm rồi hồi làng vui tưng bừng náo nức dân giữa kiều sông vàng như mùa xa gần chung vui cùng bôn trà dâng lễ ra tràng cầu an sung túc đi lên toàn dân từ trung dương bao đáp xuân thì về đây chung sức hoàng sa chu sa tiêu kỳ xa công ta cùng thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ có ánh sáng làm quang vinh dân an vui tiếp bước chiến công âm trà từ làng nghề hàng xa vươn xa về nơi đây cùng thời trang mới kiêu kỳ nở hoa dâng lời vì mặt làng gần xa tôn vinh nghề sơn son tiếp bằng truyền thống kiêu kỳ địa linh nhân kiều tương lai
dân vui trong lòng phơi phới. Đường liên xã vươn xa từ trường sinh sôi dân nó ấm rồi. Hồi làng vui tưng bừng náo nức, dân giữa kiều sông vàng như mùa. Xa gần chung vui cùng bôn trà, dâng lễ ra tràng cầu an. Sung túc đi lên toàn dân, từ trung dương qua đắp xuân kỳ về đây chung sức. Hoàng sa chu sa tiêu kỳ, gia công ta cùng thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Ngày hàng xa vươn xa về nơi đây cùng thời trang mới, tiêu kỳ nở hoa dâng đời. Vì bản làng gần xa tôn vinh, nghề sơn son tiếp bằng truyền thống, tiêu kỳ địa linh nhân kiệt. Từ trung dương qua đáp xuân kỳ về đây chung sức, hoàng sa chu sa tiêu kỳ, gia công ta cùng thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Nghề hàng giá vươn xa về nơi đây cùng thời trang mới, kiêu kỳ nở hoa dâng đời. Vì bà vàng gần xa tôn vinh, nghề sơn son tiếp bạc truyền thống, kiêu kỳ địa linh nhân kiệt. Kiêu kỳ địa...